Chào mừng toàn thể anh em đã đến với cửa em Tùng Audio, sạc hàng sản phẩm quản lý nguồn chất lượng của nhà ETC phiên bản E10. Cái mẫu này thì không thể bỏ qua được rồi. Nếu anh em đã từng chơi qua những sản phẩm quản lý nguồn của ETC thì E10 là một trong phiên bản rất là quen thuộc bên cả em Tùng Audio đang xài hiện tại, giảm xuống giá khoảng 1.1 triệu cho một quản lý nguồn hàng chính hãng cao cấp, chất lượng có đặc nguồn đi kèm. Anh em mình mua quản lý nguồn về mục đích sử dụng rất là dễ dàng cho anh em mình, bảo vệ bộ dàn máy âm thanh thiết bị, đúng không ạ? Đấy là cái mục đích đầu tiên mà anh em mình mua quản lý nguồn về. Nhưng còn rất nhiều tính năng công dụng nữa đến toàn của quản lý nguồn chắc chắn anh em cũng chưa biết. Ngày hôm nay thì em sẽ cùng anh em tiếp tục kiểm tra tìm hiểu thêm sản phẩm quản lý nguồn ETC E10. Mặc dù là cũng có rất nhiều clip video em làm về sản phẩm quản lý nguồn này rồi, nhưng mà với những em đã mới đăng ký kênh, mới anh em mới theo dõi, có rất nhiều bạn cũng đang tìm mua quản lý nguồn thì chắc chắn là chúng ta vẫn chưa xem được, nên là em tiếp tục làm một cái video clip nữa, ngắn thôi nhưng mà cũng đầy đủ nội dung để các anh em có thể nắm bắt được cái công dụng và cái cách thức hoạt động, cách sử dụng của ETC E10 khi anh em mang nó về phòng hát gia đình. Thiết kế đây rất đẹp. ETC E10 trang bị cho mình nó mặt phay nhôm, phiên bản này thì chúng em nhìn rất tốt các bác nhá. Và cái màu đen thì là một trong phiên bản màu rất là dễ phối đồ rồi. Chúng ta sẽ có rất nhiều cắm trên quản lý nguồn ETC E10 thông qua 8 bộ phía sau, lõi đầu 100%, chống mo ve chập chờn rất tốt, có thêm công tắc rời các bác nhé. Công tắc rời thì sẽ hỗ trợ thêm cho anh em làm công việc chuyên môn, đặc biệt là anh em đi cho thuê loa dịch vụ đấy. Đấy, các bác có thể khóa tủ đồ lại và vẫn có thể bật tắt bộ dàn máy, không cần phải mở tủ đồ ra khi ra sử dụng thêm công tắc giữ phòng đi kèm. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một kiểu cắm mặt trước. Cái ổ này thì luôn luôn chắc chắn cấp điện, anh em thể cắm các thiết bị thường xuyên sử dụng, ví dụ sạc điện thoại hoặc là quạt hoặc là các thiết bị mà anh em linh hoạt sử dụng và liên tục, và anh em cắm cho em vào đây. Và đây là app chống cháy C63. Cái app này thì có công dụng bảo vệ an toàn. Ở cuối video em sẽ nhắc thêm một cái công dụng này. Và một chiếc màn hình nó sẽ nằm ngay chính diện trung tâm, nó sẽ hiển thị tất cả các chức năng thông số và hiệu số, chế độ nguồn điện này, các phím số này, tương với 8 bộ cắm phía sau. Đấy, nó sẽ hiển thị ngay ở trên màn hình này, có lớp ni lông bên ngoài bảo vệ chống chảy xước, anh em sẽ bóc ra cho nó có hình thức giao diện sáng hơn và đẹp mắt hơn. Và một nút phím menu edit ở bên cạnh, cái nút này thì anh em mình bật tắt các cái thiết bị âm thanh theo hai chế độ, bật tắt tự động từng cộng, chúng ta sẽ thao tác ở trên nút menu edit và nút start. Cách đầu tiên anh em mình bật tắt cũng rất là đơn giản, đó là bật tắt theo chế độ từng cộng. Chúng ta xoay cho em nút menu, khi chúng ta xoay nút menu edit này, các bạn sẽ thấy ngay cái khung viền nó sẽ xuất hiện ở cái phím số 1 là đang nháy đỏ này. Đang nhấn vào, ta xoay này, nhấn vào, nó mất khung viền đi, tức là cổng số 1 đã tắt. Đấy, ta xoay đến cổng số 2, nhấn mất khung viền đi, cổng số 2 đã tắt. Các anh em muốn bật lên chúng ta lại xoay về cổng số 1 để nó nháy cái đèn đỏ, chúng ta nhấn vào để nó hiển thị ra cái khung viền màu đỏ, tức là chúng ta đã bật. Đấy, cái này là cái cách đầu tiên là anh em bật tắt bộ dàn máy âm thanh theo chế độ từng cổng thứ thiết bị. Và cách thứ hai, cái đơn giản hơn nhiều, đó chính là bật tắt tự động. Thì các bác thao tác trên nút start cho em, chúng ta sẽ nhấn vào cái nút start này thì rất đơn giản, đặc biệt là những anh em mình đi làm thiết bị để phối đồ ấy, để sự kiện chẳng hạn, dùng nhiều cái thiết bị dàn máy, chúng ta sẽ thao tác trên nút start. Như vậy nó đơn giản, chuyên nghiệp hơn, dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta chỉ cần nhấn một lần nó sẽ tự động bật, bật từ 1 đến 8, nhấn một lần nó sẽ tự động tắt, tắt từ 8 đến 1, đèn chuyển các cái ký hiệu khung viền nó xuất hiện, tức là đã có trở lại cấp điện. Và khi mà mất cái khung viền này đi, tức là đã ngừng trở lại cấp điện. Đấy, rất đơn giản, anh em mình bật tắt bộ dàn máy âm thanh theo chế độ tự động hoặc từng cộng, thao tác trên nút edit và nút start cho em để bật tắt dàn máy âm thanh. Và hãy nhớ cắm cho em theo đúng quy trình trình tự để anh em mình cắm thiết bị làm sao cho nó an toàn và hiệu quả. Chúng ta sẽ cắm cho em thiết bị đầu vào, phát cắm trước, mic vang tiếng lọc xì 2, 3, 4 và cuối cùng là âm đi công suất từ đại phát cắm 6 đến 8. Để chúng ta lên cắm đúng quy trình trình tự để bật tắt nó không có hiện tượng kêu lục cục ở lỗ loa. Rất nhiều bác khi mà không có quản lý nguồn bật tắt nó hay có hiện tượng kêu loa, của chúng ta bật tắt sai quy cách quy trình. Nhiều khi thì các anh em cứ bật theo cái khuôn mẫu, cứ bật từ trên xuống rồi là tắt, cũng tắt từ trên xuống, như vậy là cái công suất nó vẫn còn thì âm thanh nó sẽ bị thoát ra loa thôi nhé. Và nếu anh em mình muốn tắt bật dễ dàng hơn thì các bạn anh em cứ thao tác trên nút start và cắm theo đúng quy trình trình tự thì ngay tức máy sẽ tự bật hoặc tự tắt, nó sẽ bật theo quy trình đúng và tắt theo quy trình đúng, nó không có hiện tượng kêu lổ đùng một, rất an toàn, cực kỳ đơn giản, dễ dàng cho anh em. Và ngoài ra thì đây là chống cháy C63 ngắt cầu giao tổng, khi mà có vấn đề độ cháy chậm quá tải sẽ đánh ngay tức cái app này sẽ tự động ngắt cầu giao, tất cả người áp cấp vào ngưng ngay, không cho chạy hoạt động nữa, không để người áp xấu chạy sang những khác làm cháy chậm ảnh hưởng đến bộ dàn máy hay thiết bị của anh em. Như vậy chúng ta sử dụng rất là an toàn, rất là yên tâm, và đó chính là cái công dụng đến từ quản lý nguồn ETC E10 khi anh em mua được về, bảo vệ an toàn cho bộ dàn máy thiết bị của anh em. Và đây là phần nội thất bên trong, đối với anh em kiểm tra phần nội thất bên trong khi chúng ta mua quản lý nguồn thì chắc chắn rồi, cái phần nội thất là cái phần rất là quan trọng. Anh em mình mua quản lý nguồn về chúng ta sẽ thấy ngay ETC E10 được trang bị cho mình đầy đủ phần nội thất, chúng ta sẽ không dùng được áp chống cháy, tụ chip đầy đủ, sử dụng rất thông minh, có thêm lọc nguồn và cả dây led đi kèm nữa. Với những phiên bản đời cao có lọc nguồn như này, nó sẽ lọc tín hiệu, lọc nhiễu, lọc nguồn điện sạch cực kỳ tốt, an toàn, đảm bảo độ tải cao cho anh em. Đấy, mang lại cho anh em cái bộ dàn máy tốt nhất với nguồn điện sạch và lọc tín hiệu của cái bộ dàn máy, tránh sụp sôi rất tốt, nên anh em đi làm thêm công việc sự kiện, phòng trà rất là chuyên nghiệp. và giá chỉ có 1.1 triệu cho một con quản lý nguồn thôi. Nếu như các bác đang có nhu cầu cần mua sản phẩm quản lý nguồn, các bác có thể liên hệ trực tiếp ngay bên em cùng Audio theo số điện thoại 0979 629 336 đặt hàng và sở hữu ngay cho mình thiết bị bảo vệ nguồn an toàn, thông minh, dễ sử dụng mà chúng em đang sẵn hàng. 1.1 triệu quản lý nguồn ETC 1.10 cao cấp các bác nhá.